Công ty Viên Sơn hiện đang liên kết với khoảng 200 hộ dân ở khắp các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum sản xuất khoai lang phục vụ chế biến xuất khẩu. Vùng nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp này hiện có khoảng gần 1.000 hecta, chủ yếu là xuất khẩu khoai lang tươi và khoai lang chế biến. Năm 2022, công ty Viên Sơn xuất khẩu 4.200 tấn khoai lang cấp đông qua thị trường Nhật Bản và khoảng 2.500 tấn sản phẩm khoai lang cấp đông, khoai lang tươi qua các thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Thái Lan. Hiện nay, để đảm bảo nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu sản phẩm khoai lang, công ty Viên Sơn đã liên kết với khoảng 200 hộ dân ở khắp các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Vùng nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp này hiện khoảng gần 1.000 hecta với sản lượng khoai trung bình từ 9.000 đến 10.000 tấn một năm. Cùng với việc phát triển sản phẩm khoai lang, công ty Viên Sơn cũng tập trung vào sản xuất ớt chuông công nghệ cao và liên kết với nông dân sản xuất cà tím, bí nhật. Trong thời gian tới, doanh nghiệp này cung ứng ra thị trường sản phẩm rau củ quả hỗn hợp ăn liền và sản phẩm sấy.